Xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh trao đổi mua bán ký gửi những dòng mô tô cũ đã qua sử dụng của em Thảo nhé. Mới nhất trong buổi tối ngày hôm nay thì em Thảo lên sóng và giới thiệu cho các bác xem một cái mẫu xe Mercedes E240 sản xuất 2002, biển thành phố Sài Gòn. Bác nào trong khu vực thành phố Hà Nội hoặc thành phố Sài Gòn mà muốn sang tên đổi biển thì không bị mất phí 20 triệu tiền biển. Vâng ạ, một mẫu xe với cái tông nước sơn màu đen đang được bên em chào bán với mức giá là 195 triệu đồng anh chị nhé. Đây, các bác nhìn quan sát lại phần đèn cho em Thảo này. Đèn rất là sáng luôn, hoàn toàn nó không hề có hiện tượng là đục ố ở phần đèn. Đó. Xem xe trực tiếp tại cơ sở nhà em có địa chỉ tại 189 phường Nghiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Liên hệ với em Thảo qua số hotline là 097 1102 399 để được em gửi thêm hình ảnh chi tiết cụ thể. Trang bị một bộ mâm rất là đẹp luôn anh chị này, phanh ABS 4 bánh đầy đủ. Có xi nhan tích hợp ở trên gương xe. Sơn xi căng bóng cả xe rồi nên là các bác hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Xe cũ thì không tránh khỏi những vết sức xuất nhỏ, thì khi mà xe về tới cửa hàng là em Thảo đã cho đi xử lý qua về phần sơn rồi. Đó, đằng sau xe này trang bị động cơ máy 2.5 vô cùng là khỏe khoắn. Gầm bệ rất là sáng này, hoàn toàn nó không hề có dấu hiệu gì là mục mọt cả. Về phần xe đức này thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm về phần sắt xi, nó rất là bền bỉ. Đây, các bác nhìn quan sát này. Bác nào ở gần thì có thể trực tiếp qua cửa hàng nhà em để chạy và test thử trải nghiệm mẫu xe E240 này. Bác nào trong khu vực các tỉnh xa hoặc trong khu vực phía Nam mà chúng ta không tiện lợi đi xem xe được thì có thể theo dõi được cái video clip cụ thể của em Thảo trong đây. Và bên em có cho kiểm tra và test xe thoải mái trước khi nhận xe và thanh toán. Nội thất trong xe các bác nhìn này, rất là bóng bẩy luôn, nội thất khá là tươi. Ghế da xịn sò nguyên bản theo xe, đây ghế da xịn nha anh chị nhá. Các bác nhìn này. Đó. Ghế da zin nguyên bản theo xe từ năm 2002 đến bây giờ. Vô lăng tích hợp giải trí đa phương tiện, túi khí nùng quanh xe. Nhớ ghế này, gương kính chỉnh điện, 4 tổng nâng hạ kính. Phần chi tiết da cũng như là về phần chi tiết nhựa của táp ly các bác có thể quan sát được thấy rằng là nó còn khá là mới và khá là đẹp như này, hoàn toàn là không có giờ hề là dấu hiệu là rách dưới gì cả. Vâng ạ, một mẫu xe tuổi đời cũng khá là cao. Vâng ạ, hơn chục năm sử dụng rồi. Nhưng mà cái chất lượng xe còn khá là tốt và chạy rất là ổn định nha anh chị nhé. Các bác nào đang muốn sở mẫu xe E240 này thì có thể trực tiếp liên hệ với em Thảo để trao đổi. Vâng ạ, keo chỉ zin nguyên bản theo xe. Và trên chiếc xe E240 này thì em Thảo cũng hoàn toàn cam kết cho quý anh chị là không hề có hiện tượng đâm xô, tai nạn hay ngập nước. Pháp lý an toàn tuyệt đối, rút hồ sơ, chủ mã đầy đủ. Trang bị 3 dàn điều hòa độc lập. Đây, ghế da các bác nhìn này, có lót sàn đầy đủ rồi. Đây nhá, điều hòa bên rìa cánh cửa này. Và một dàn điều hòa đằng ghế sau này. Mọi chức năng ở trong xe hoạt động bình thường. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Hoàn toàn là chúng ta không phải sửa chữa thêm bất cứ một chi tiết nào cả. Vâng ạ. 5 chỗ ngồi khá là rộng rãi anh chị nhé. Trang bị đầu đài CD 9 đĩa. Hộp số tự động máy 2.5 vô cùng là khỏe. Vâng, là một mẫu xe sưu tầm. Để mà đánh giá cũng như là về phần nói về chiếc xe là đời sau, nhiều bác cũng e ngại nhưng mà các bác lại yên tâm. Bên nhà em đã bán mẹt rất là nhiều năm rồi. Và thợ nhà em cũng là hầu như là thợ có trình độ tay nghề chuyên môn cao. Nên khi bọn em mua xe về là bọn em cũng phải kiểm tra và test rất là kỹ càng trước khi bọn em mua về để bán cho các bác rồi. Đấy, trang bị loa này, cốp nhỏ này, trang bị túi khí lùng quanh xe, hộp số tự động này. Vâng, cái dòng xe sang này thì các bác có thể thấy được rằng là lùng quanh táp ly cũng như là lùng quanh táp lô của xe được bao bọc một cái viền gỗ khóa này, hai khóa luôn. Đèn đóm rất là sáng. Không có đĩa ở đây để em bật đĩa cho các bác nghe. Điều hòa mát. Vô lăng tích hợp. Em quay rất là kỹ nha anh chị nhá. Đấy, bác nào có thể ở gần mà trực tiếp qua cửa hàng nhà em xem xe được thì hãy nhanh tay để có thể mua và sở hữu được chiếc xe này, mang về sử dụng.
Đây các bác nhìn này, mặt bản đồng hồ là hoàn toàn là không có dấu hiệu gì là bị lỗi cả, không có dấu hiệu gì là báo lỗi cả anh chị nhá. Xe Odo chạy chuẩn là 29 vạn rồi. Em nổ máy lên cho các bác xem này. Cửa gió rất là khỏe. Đây các bác nhìn này, khi em khởi động máy lên rồi thì mặt bản đồng hồ cũng không hề có hiện tượng là báo lỗi gì anh chị nhé. Bây giờ em sẽ bật lắp cabo lên cho quý anh chị xem về động cơ khoang máy của chiếc xe Mẹc E240 này, nó hoạt động ra sao và như thế nào. Đây các bác có thể nghe tiếng máy này. Tiếng máy rất là êm luôn, êm như chó thỏ luôn. Vâng ạ. Các bác nghe tiếng máy kỹ càng cho em nhé. Đấy, một chiếc xe để đánh giá về phần máy thì các bác có thể nghe được cái âm thanh máy là các bác biết rồi. Sassi phần đầu xe này không hề có dấu hiệu gì là va chạm hay là móp méo cả. Các bác cứ quan sát và nghe kỹ tiếng máy cho em nhé. Vâng ạ, quý anh chị quan tâm tới mẫu xe Mercedes E240 sản xuất 2002, biển Sài Gòn, biển thành phố Sài Gòn luôn. Và bác nào trong khu vực Sài Gòn hoặc trong khu vực Hà Nội mà muốn sang tên đổi biển thì không bị mất phí 20 triệu tiền biển. Đang được bên em Thảo chào bán với mức giá là 195 triệu đồng. Có bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho các bác rồi. Xem xe tại cơ sở nhà em có địa chỉ tại 189 phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Liên hệ với Thảo qua số hotline là 097 112 399 để được em gửi thêm hình ảnh chi tiết cụ thể cũng như là tư vấn về cách thủ tục mua bán xe bên em. Và bên em có trao đổi các tất cả những mẫu xe từ 4 cho tới 7 chỗ ngồi với tầm tiền từ 100 cho tới 500 triệu đồng. Bác nào đang có nhu cầu đổi những mẫu xe mình đang đi bên đổi sang những mẫu xe cửa hàng nhà em thì có thể trực tiếp liên hệ với em Thảo để trao đổi nhé. Xin trân trọng cảm ơn các bác đồng hành cùng kênh của em trong suốt thời gian vừa qua.